chào mọi người. Hôm nay là ngày 15 tháng 7 thì shop sẽ được nhập về hai chiếc xe mới tinh nha mọi người nhé. Hai xe này shop bán với giá thanh lý. Thì hai chiếc xe này là dòng xe của hãng Niva, hàng nhập khẩu này. Đấy. Và hôm nay thì shop bán với giá là 11 triệu 800 nghìn đồng bao gồm phí ship. Xe mới tinh, bình mới đét luôn. Xe thì có hành 2 năm và bình 1 năm mọi người nhé. Đấy, dòng xe Niva hàng nhập khẩu rất đẹp. Bây giờ thì trong lúc chờ đợi bác thợ bên mình lắp bình mới vào thì mình sẽ quay qua hình dáng của chiếc xe bên này trước này. Chiếc xe màu xanh này. Vì vậy mình sẽ lấy chiếc xe màu xanh này dắt lên phía đằng trước để review qua cho các bạn xem về chiếc xe Niva này liệu với cái mức giá 11 triệu 800 thì các bạn có nên sở hữu xe chất như này không. Niva hàng nhập khẩu nha mọi người nhé. Rất đẹp luôn. Thì vừa là lúc nãy thì bên mình đã lắp gương vào chiếc xe này, ở chiếc này thì chưa. Bây giờ mình mở cốp cho mọi người xem bên trong cốp thì có những gì. Trong cốp thì gồm có một cái phiếu đăng kiểm xe này. Đó. Phiếu đăng kiểm xe nhé. Phiếu đăng kiểm xe này thì khi các bạn mua thì bên mình sẽ xuất hóa đơn theo tên của các bạn và các bạn sẽ đăng ký chính tên chính chủ mình và có một đôi gương này. Sạc này, tất cả đều chính hãng nhé. Đây là phía trên là đồng hồ này. Thiết kế màn hình LCD rất là đẹp. Xe bao gồm 3 số mọi người nhé. 1, 2 và 3 ở trên này. Trên mặt đồng hồ này. Số 1 này, 2 và 3. Đó. Thì trên tay trái tay ga các bạn thì cũng có nấc số ở bên tay phải này. Đây là đèn nhé. Đó. Xe có nút sửa chữa này. Khi mà các bạn chẳng may mà xe nó không chạy được, bấm vào đây thì xe nó tự chạy về nhà này. Và chạy đến chỗ sửa chữa được, không phải dắt bộ mọi người nhé. Đấy, rất là hay. Đó. Ngoài ra xe còn một cái tính năng an toàn nữa là khi mọi người bật chìa khóa đó. Mình sẽ làm lại cho mọi người xem nhé. Bật chìa khóa lên thì chúng ta không thể sử dụng ngay được. Đấy, bạn ga không chạy được. Mà mọi người phải bóp phanh này. Bóp phanh này. Bắt đầu xe mới chạy được nhé. Tính năng an toàn mà cái xe nhập khẩu được trang bị cho xe. Xe thì có hai chìa khóa và hai chiếc chống trộm này. Đó. Cái này thì chắc mọi người biết rồi. Bấm vào đây để mở xe này. Đó, chống trộm các thứ. Bật xe là đều có tất cả ở đây hết nhé. Không, mọi người bật đây cho tiện này. Ở phía trước là đèn này. Xe này thì nó có đèn bi led này mọi người. Đèn bi led pha cốt đầy đủ này. Và cũng có giải đèn đường bi ban ngày đây, chiếu sáng thì rất là đẹp. Sơn xì rất đẹp nhé. Đây phía trước này. Làn chấu thì rất đẹp luôn. Con này lúc mới nó cũng bán 16 triệu đâu bạn. Và bây giờ thì shop sẽ để thanh lý bán giá cho mọi người là 11 triệu 800 bao gồm cả phí ship. Bảo hành xe 2 năm và bình 1 năm nhé. Ở phía đằng sau này rất là đẹp luôn. Mình đánh giá cao cái tựa đằng sau này đấy, để cho người ngồi phía sau, nhất là các trẻ em đấy. Ngồi phía sau thì sẽ được an toàn hơn. Rất là cứng mọi người nhé. Rất là cứng và chắc luôn.
Đấy, dòng xe chỉ ở trên dòng xe nhập khẩu mới có đâu. Xe rất đẹp, bây anh ngồi lên chưa cho mọi người xem. Rất là trường xe nhé, chắc chắn phù hợp với lại các bạn có dáng hình thấp ngồi lên thoải mái luôn, chạy rất êm, chạy rất là êm ái luôn. Đó, giá 11.800.000 đồng, xe đẹp chất như này. Đồng hồ hiển thị trên rất là rõ ràng. Đồng hồ đẹp luôn đấy, mình cảm thấy đồng hồ nó rất là đẹp. Đó, rất là mỏng, đẹp của bay. Vâng. Ok chưa nào? Bình bảo hành 1 năm. Và xe thì bảo hành 2 năm. Đấy. Mọi người mua thì chụp cho mình cái chứng minh thư để mình xuất hóa đơn theo tên của người mua và mọi người về đăng ký tại nơi sở tại của mình nhé. Đấy, phí đăng ký chỉ tầm khoảng 400-500.000 thôi. Là các bạn có cái xe chính tên chính chủ luôn. Vừa rồi thì mình đã quay xong cái review đó, thì xe này thì bên mình chỉ có 2 con duy nhất thôi mọi người. Các bạn. Ngoài ra xe thì còn có cầu sạc USB đây nhé. Đấy, mọi người mua thì mọi người có thể cắm sạc vào đây để sạc điện thoại khi mất điện. Ở trong này thì có cái cốp ở phía trước này, rất là tiện để đồ linh tinh hoặc là điện thoại ở đây. Đấy. Thì cái dòng xe này thì bên mình chỉ còn duy nhất 2 chiếc xe này và 2 màu này thôi. Để mọi người mua thì hãy nhanh tay inbox và liên hệ trực tiếp cho shop xe điện Công Nhập theo số điện thoại 0981077781 nhé. Thì trước khi mọi người mua, cọc trước cho shop 1 triệu. Giá 11.800.000 thì bao gồm cả phí ship. Đó, xe rất đẹp luôn. Bây giờ thì mình xin chào mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm video.